Hello các bạn, mình là Snoopy Kato đây. Hôm nay mình làm clip phơi nắng cho bầy gùa nhà mình. Sẵn mình xin review với các bạn luôn. Đây, bé máu chó hay lên kênh của mình đây. Đó, rất là nhoi. Đó, cực kỳ nhoi và háo ăn luôn nha. Các bạn coi kênh mình chắc các bạn cũng biết là bé này cực kỳ nhoi nha. Và bé là dòng common life floor, nhưng mà nói chung là chai đầu rất là nhiều. Đó, các bạn hay thấy da đầu nha. Đó, da đầu nhiều. Nhưng bé này cũng khá là hiền. Đó, rất là nhoi. Nhoi nhưng mà rất là ham ăn và hay cắn đồng bọn. Đó, mai của bé đây, vàng óng ánh. Bé này là mai vàng tự nhiên nha, kia nó vàng sẵn, không có ăn chất lên màu nha. Mai vàng. Da móng của bé đầy đủ nha, không tật lỗi. Đó, đuôi nè. Đó, không lỗi đuôi, không lỗi móng. Mình nuôi bé này khoảng được 2 tháng rồi nha. Lúc mới về bé này size 4, giờ hôm nay là size 6,5, gần úp size 7. Bé cũng đang nứt mai luôn nha các bạn. Đang nứt mai này, giấu nứt mai này ha. Đó, bé đang nứt mai. Bé hiện tại bé lớn rất là nhanh. Giờ mình đang ép size cho bé để bé không có bị mập quá. Bé rất ăn rất là nhiều cho nên rất là mập và là biếng. Đó, giờ mình thả cá mồi vô, chẳng thèm đi săn nữa. À đó, các bạn thấy không, cực kỳ hung dữ. Nhìn cái bộ hàm của nó đây. Đây dạ, cho mình lấy nhé. Đó nhờ, thấy nó cực kìa. Đây dạ, chung bé nó rất là hung dữ. Giờ thấy nét rồi nè. Bạn nhìn thấy có ngầu không? Các cháu thấy bà có ngầu không? Cái này là mình đang thuận nha. Nó không hung dữ nữa rồi. Lúc mới về rất là hung dữ. Đó, mới về rất là hung dữ nha. Nhà bé cũng đang lột da và nứt mai. Cho nên bé nó rất là, nói chung là người ta nứt mai người ta ấy thì nó không có nhoi, còn bé này thì nó rất là nhoi, rất là đấy. Anh nhìn thấy gai đầu không? Đó. Và một nhà một tuần phơi nắng bé 3 lần và phơi nắng bé 15 phút. Và đây, bé này là mình được một bạn tặng là vì bé bị nấm. Đó, bé này cũng là common life floor. Và bé này rất là hung dữ nha, tính hung dữ từ đó giờ luôn rồi. Lúc mới về bé có bị nấm ngay mặt nè, và nấm luôn cái phần đỉnh đầu, nấm luôn phần đỉnh đầu, bạn thấy không? Đó, con lỗ đây nè, đó là bé bị nấm lủng luôn lỗ đó. Và mình đặt cho bé này là anh ba mặt sẹo, tại vì bé này là bé thứ ba, còn bé kia là bé thứ hai, tức là anh cả ở nhà. Bé này bé thứ ba, cực kỳ hung dữ nha. Tại vì dạo này bé đang bị stress, bé bỏ ăn gần 2 tuần mình, và bé nó đang trong quá trình phát triển lại cho nên bé nó hơi ốm và nhỏ. Bé này size 4 nha. Đó, size 4. Mình không nói gì về
cái vấn đề mà mấy shop làm ăn, nhưng mà làm ăn thì phải ấy, tại vì bé này lúc mới mua về nó đã bị nấm trên đầu và nghi văng chỗ mặt, với lại nấm ngay tay ngay chân này, mà ngay tay ngay chân thì nó đã hết nấm rồi, mình đã ngâm thuốc cho bé hết nấm rồi đó. Bé này cực kỳ hung dữ và cái mặt của nó nhìn nó thấy máu chó rồi. Anh đang ngâm nước thuốc cho bé sẵn phơi nắng luôn á, cho bé mau hết bệnh nha. Và đây là một bé rùa bon, hay gọi là rùa đá đó các bạn. Rùa này nó đa số là ở Trung Quốc. Bạn bé này thì nuôi rất là dễ cưng, nhưng mà bé này nó rất là hay bị nấm đó. Dòng này thì cũng rất là nhoi, nhưng mà tại vì mình đem qua ra sân mình phơi nắng, bé này nó hơi nhát một tí, chui rút vô mai luôn đó, nhìn bé khá là dễ thương á. Nó bắt đầu nó nhoi nè, bé rất là nhoi nha, nó không có nằm yên mà rút đậu như mai, các bạn nghĩ không? Nó bơi lội kiểu là rất là giỏi. Nhưng mà đây là nói chung nó đây cũng là một loại rùa bán cạn, cho nên không có nuôi nước sâu được nha. Đó, bé đây, bé nó đây. Trên cổ của bé có mấy cái sọc nè. Rùa bon, tức là rùa China bon turtle. Nói chung bé này cũng khá là nhát. Thì loại dòng này nuôi phổ biến tầm khoảng 50-60 nghìn con tùy chỗ bán. Và đây chắc hẳn là các bạn nuôi rùa cũng sẽ biết cái loại này, hay là các bạn không nuôi rùa thì chắc cũng sẽ biết loại này. Loại này là rùa tay đỏ nha các bạn. Rùa tay đỏ nè, tí xíu nữa nó cái đầu ra mình sẽ cho các bạn coi. Nó thò đầu ra các bạn ơi, cái đầu ở hai bên cái lỗ tai nó là sẽ có một cái vạch màu đỏ bên. Ta mới gọi là rùa tay đỏ. Và cái loại này lúc baby của nó thì nó sẽ có màu xanh như vậy, có loại thì nó sẽ màu vàng tùy theo gen của mỗi con. Con này sẽ có màu xanh vậy. Và nói chung loại này thì cũng rất là dễ nuôi, bé bon thì dễ nuôi, và dòng common thì cũng sẽ rất là dễ. Nói chung nuôi rùa rất là dễ các bạn ơi. Đây thả cho bé vào, còn dạng như cái kiểu rùa common với lại rùa tay đỏ nuôi thì nó có hại gì không, thì mình xin nói là rùa tay đỏ nó cũng không có hại gì lắm, chẳng qua là do cách mình nuôi với lại rùa tự nhiên thì nó sẽ nói chung nó cũng khá là bình thường thôi. Tay đỏ thì nó là động vật gây hại mà các bạn, nó tàn phá cái môi trường, nó tàn phá môi trường, và nói chung cũng giữa mà nuôi cảnh thì mình nghĩ là nên nuôi common với lại Florida hoặc là dòng alligator thì nó khá là ngầu và đẹp, nhưng tay đỏ không thích hợp để nuôi mà dạng như làm cảnh đâu các bạn. Tay đỏ thì nuôi chơi, ngắm ngắm nuôi chơi, hoặc là dành cho mấy bạn sinh viên mà chưa có tiền nên mới nuôi cái dòng loại rùa tay đỏ. Rùa tay đỏ là loại phổ biến dành cho học sinh sinh viên. Còn loại common thì nó cũng khá là rẻ, cũng tầm từ 600.000 cho tới 150.000 là có thể nuôi được một con từ đẹp nhất cho tới xấu nhất rồi.
còn bon thì cũng có 50-60, rất là dễ cho các bạn học sinh sinh viên. Và rùa bon với lại rùa tay đỏ tụi nó ăn đủ thứ hết, không ngại bất cứ thứ gì, thịt cá hay là thức ăn gì bé cũng đều ăn được nha. Đó, ăn rất mạnh luôn. Đặc biệt dòng tay đỏ, và giữa nuôi dòng tay đỏ với dòng snapping á, thì mình thấy là nên nuôi dòng snapping hơn. Tại vì tay đỏ thấy nó ăn khỏe mạnh, cái thực chất nó cũng sẽ có rất là nhiều cái mà bệnh riêng của bé này. Bé này rất là dễ là bị nấm nha, rất dễ bị nấm nè, rất dễ dạng như là nó bị thối yếm, thối mai cái kiểu được đó. Nhưng mà bù lại thì màu của bé này nó cũng rất là đẹp nha. Cho nên mình cũng muốn là mình sưu tập rùa, cho nên là mình mới đem bé này về đó, nuôi. Nói chung chủ yếu mình nuôi cho vui thôi, chứ mình thì thích nuôi cái dòng snapping nhiều hơn là loại rùa tay đỏ này. Bạn thấy không, cái hồ mình nuôi cho các bé rùa nó cũng rất là đơn giản đó. Xin lỗi các bạn, mình đang bị bệnh nha. Mình nuôi cái dòng này thì cũng rất là đơn giản, không có khó khăn gì mấy đó. Không có cần quá cầu kỳ đó. Bé Mon nhà mình thì rất là háo ăn và rất là hung dữ và mập nha. Mình đang dưỡng gai đầu cho bé, cho nên là mình sẽ không có cho bé ăn nhiều. Bé đây mập như một con heo, nếu các bạn nuôi rồi các bạn sẽ biết nè, mở lòi tè le ra hết nè, thấy không? Bé này rất là mập nha, mập cái nỗi rút đầu vô mai không được luôn, dí luôn á, dí luôn mới chịu ăn cỡ đó đó. Nhưng mà mình cũng rất là thương bé này nha. Đi làm về thì được ngắm thấy nha, thú cưng mình ăn thì nó sẽ hình như rất là giải trí và nó làm cho mình hết bị stress kiểu đồ. Thì nói chung là bé rất là dễ thương, mình rất là thương bé nha. Nói chung là bé cũng ăn khá là ít. Một ngày, nói chung là một tuần thì tốn khoảng 20.000 tiền thịt, 5.000 tiền cá, thêm 5.000 tiền tép cho tụi này ăn. Trong khi đó ngày mình ăn thì đói chết cha luôn. Bé này là ăn nhiều nhất trong đám nè. Tụi này ăn có 1 con cá, bé này ăn khoảng 5-6 con. Vãi liền. Là cực kỳ nhoi luôn nha. Cực kỳ nhoi chứ không có mà, không có mà im như rùa đâu. Bé này được đặt tên là Máu Chó. Anh Ba Mặt Sẹo. Bé này là bé Bon. Còn bé này là bé tay đỏ. Cái tay của bé có màu đỏ. Bé này thì rất là nhát, tại vì em mình nó hay bắt ra chơi á. Vì con bé này là cái màu nó màu xanh, còn cả bé lại là mai màu bình thường. Em mình là nít mà, cho nên nó rất là thích những cái màu sáng sáng. Và nói chung là
khuyên các bạn luôn đó là nuôi rùa đừng có mà mua xa, mua mình thấy tận mắt mình thả mua, tại vì rùa nó sẽ có những cái bệnh mà về mình nuôi không được lâu thì bé nó sẽ chết. Thứ nhất là tội nghiệp bé, thứ hai là uổng tiền của mình. Nhưng mà những shop làm ăn các bạn mua ship xa thì cũng được đó, nhưng mà phải có những shop mà làm ăn có uy tín, giống như là shop rùa cảnh Quân Hằng hoặc là shop rùa cảnh HCM, shop rùa cảnh Hồ Chí Minh đó bạn, của anh Lê Minh Huy á, thì nó sẽ dạng như là nó sẽ tốt hơn. Mai con mình rất là đều nha, không tật lỗi nha các bạn, móng đồ còn đầy đủ nữa. Bạn nhìn thấy cái hàm đó không, rất là nhọn và sạch luôn nha. Mình cũng xin hết video mình của mình đến đây là hết. Các bạn nếu mà thấy hay thì hãy like và subscribe ủng hộ kênh mình để ủng hộ mì gói cho mình nè, và thức ăn cho mấy bé rùa nha. Và tiếp theo là mình cũng sẽ để dành một số tiền để mà sưu tầm thêm một số loại rùa khác để làm clip cho các bạn xem nha. Bye bye.